Xin chào mọi người đang xem cái video này của Xuyến. Hôm nay Xuyến rất là vui khi được kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện vô cùng đặc biệt. Cái câu chuyện này nó đã làm thay đổi cuộc đời của hàng triệu triệu người trên thế giới. Trong đó Xuyến là một trong những người rất là may mắn. Trước đây á, thì mình cũng thường xuyên đổ lỗi, không có chịu trách nhiệm với bản thân mình. Và chính vì vậy thì cuộc sống của mình nó cũng gặp khá là nhiều bất ổn. Tuy nhiên khi mà biết được đến cái câu chuyện thì cuộc sống của mình nó đã thay đổi theo một cái chiều hướng tích cực. Chính vì vậy mà mình cũng mong muốn lan tỏa câu chuyện này đến với nhiều chị em. Đó là lý do mà hôm nay Xuyến ngồi đây để kể cho mọi người nghe cái câu chuyện này. Trong quá trình kể chuyện thì Xuyến sẽ có một số câu hỏi vô cùng đơn giản, các chị vui lòng tương tác giúp Xuyến nha. Câu chuyện của Xuyến sắp kể cho các chị em nghe bắt đầu từ cái vật này. Mọi người có thể cho Xuyến biết đây là gì không ạ? Trên tay Xuyến đang cầm gì đây? Là một cây bút đúng không nè? Giả sử như bây giờ có một ngoài kia có một chú chó nhỏ chạy vào và Xuyến quơ quơ cái vật này trước mặt chú chó thì chú chó sẽ làm gì ạ? Chú chó sẽ gặm đúng không nè? Vậy thì chú chó có nhìn thấy đây là cây bút không? Không, Không, vậy thì chú chó mẹ mở cây bút dù dơ hết nhìn chú chó nhìn thấy đây là gì? xem thấy trò chơi Thấy cục xương và đồ chơi. Vậy thì ở đây nè, trong chỉ có một vật này thôi, nhưng mà con người thì nhìn nhìn thấy đây là cây bút, còn con chó thì nhìn thấy đây là cục xương hoặc là đồ chơi. Vậy thì trong trường hợp này ai đúng? Ai cũng đúng với thế giới quan của họ đúng không? Con người thì dùng để viết nên con người nhìn thấy đây là cây viết, còn con chó thì chỉ gặm thôi cho nên nó chỉ nhìn thấy đây là đồ chơi hoặc là cục xương. Vậy thì ở đây mình rút ra một bài học là hãy tôn trọng thế giới quan của người khác, của mọi người đúng không nè? Rồi giả sử như đây là cái mặt bàn và Xuyến đặt cái vật này trên mặt bàn. Giả sử bây giờ Xuyến đi ra ngoài, tất cả mọi người đi ra ngoài hết, thì trong cái căn phòng này nè, trong cái căn phòng tĩnh lặng này nè, cái vật này nó trở thành là gì đối với Xuyến ạ? Sao? Tao. Trong cái căn phòng tĩnh lặng này nè, thì cái vật này nó trở thành cái gì ạ? Có cây bút luôn. Nó chỉ là chính nó không là gì cả. Thì theo trí tuệ cổ xưa, Được ý rồi mẹ. đây là tính không. Tính không không có nghĩa là đen thui, tối thui hay trong suốt, hay là ngoài bầu trời xanh kia không có gì, mà tính không có nghĩa là tính tiềm năng vô hạn của mọi vật. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem cái tính tiềm năng này nó được thể hiện như thế nào nha. Chúng Giả ta sử như mở tay. Giả sử như khi mà cánh cửa mở ra, Xuyến là người đầu tiên bước vào phòng, đi tới cái bàn, nhìn vào cái vật trên đà bàn, và thì lúc này về ba hả? Đây cái vật này nó trở thành là gì với Xuyến ạ? xíu em Nó trở thành cây bút đối với Xuyến đúng không nè? Giả sử như bây giờ khi cánh cửa mở ra, con chó nhanh chân chạy vào và con chó nhảy lên bàn, nhìn vào cái vật để trên bàn, thì lúc này cái vật này nó trở thành là gì đối với Xuyến? Ai đối với con chó? Nó là đồ chơi hoặc là cục xương đúng không nè? Rồi nếu như mà một trường hợp khác, khi mà cánh cửa mở ra, là sao nắng ba khi cánh cửa mở ra chạy vào, cánh cửa mở ra, Xuyến ẵm con chó trên tay đi vào, và ngay cái thời khắc mà cả Xuyến và con chó cùng nhìn vào cái vật trên bàn, thì lúc này cái vật này nó trở thành là gì đối với Xuyến và con chó ạ? Nó trở thành cả hai, vừa là đồ chơi, vừa là cây bút đối với Xuyến, và vừa là đồ chơi, vừa là cục xương đối với con chó đúng không nè? Vậy thì ở đây mọi người đã thấy rõ tính tiềm năng chưa? Cùng là một vật này thôi nhưng mà có lúc nó không là gì cả, khi mà không có ai tương tác với nó. Có lúc đó thì nó trở thành cây bút khi mà có con người tương tác với nó. Có lúc đó thì nó trở thành cục xương hoặc đồ chơi khi có con chó tương tác với nó. Và khi mà không cả hai cục tương tác với nó thì nó đồng thời trở thành cả hai. Một lần nữa, có phải trên tay Xuyến đang cầm cây bút không ạ? Vậy thì cái cây bút này nè,
Nó đến từ phía nó, cho chúng ta nhìn thấy nó là cây bút, hay là nó đến từ phía tâm trí của chúng ta, cho chúng ta nhìn thấy nó là cây bút ạ? Nó đến từ phía tâm trí của chúng ta đúng không nè? Tại vì nếu như nó đến từ phía chính nó thì con chó cũng phải nhìn thấy đó là cây bút. Rồi bây giờ mọi người cho Xuyến mượn cái bàn tay xinh đẹp của mọi người nha, và mình vẫy về phía trước. Mọi việc đến từ mình, mọi việc đến từ mình, để mình luôn luôn nhắc nhở mình. Mọi việc đến từ mình. Rồi khi mà mình nghe tới đây thì mình cảm thấy rất là vui rồi đúng không? Mọi việc đến từ mình thì mình sẽ có được những cái điều mình mong muốn trong cuộc sống. Mình sẽ có được mọi thứ mình mong muốn trong cuộc sống đúng không nè? Bây giờ giả sử như Xuyến không muốn nhìn thấy cái cây bút này nữa, mà Xuyến muốn nhìn thấy đây là một viên kim cương thật là quý giá, vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện bằng cái năng lượng tích cực nhất để mình cầu nguyện cho cái vật này trở thành viên kim cương nha. Cây bút trở thành viên kim cương, kim cương, kim cương, kim cương, Cây bút trở thành kim cương, kim cương, kim cương. Một, hai, ba. Và đây là gì ạ? À? Mọi người thấy đây là gì? Bé sửa thấy đây là gì? Vẫn là cây bút. Vẫn là cây bút. Xin cũng thấy vẫn là cây bút. Vậy thì có gì mâu thuẫn ở đây không? Rõ ràng mình vừa nói là mọi việc đến từ mình. Bây giờ mình mong muốn đây là trở thành viên kim cương nhưng mà nó vẫn là cây bút. Vậy thì có gì mâu thuẫn ở đây không? Thật ra không có gì mâu thuẫn. Mọi việc đến từ mình, đến từ tâm trí của chúng ta. Nhưng mà không phải đến bằng mong cầu hay nguyện ước mà thông qua gieo trồng. Có nghĩa là khi mà mình nhắm mắt lại thì trong tâm trí của mình có vô vàn những hạt giống nó đang vận hành, và khi mình mở mắt ra, mắt mình tương tác với cái vật này thì hạt giống về cây bút nó đủ đầy nhất, cho nên nó phóng chiếu ra cho mình nhìn thấy đây là cây bút. Vậy thì mình thấy ra là chuẩn bị nhỏ. mình mong muốn một cái điều gì đó, mình cần phải gieo trồng để cho cái hạt giống nó đầy đủ thì nó sẽ phóng chiếu ra cho mình nhìn thấy cái điều đó. Và gieo trồng nó sẽ có ba con đường: suy nghĩ, lời nói và hành động. Giả sử như đây là khu vườn tâm thức của chúng ta, khi mà mình suy nghĩ thì mình sẽ ấn vô một cái và nó để lại một cái dấu ấn đúng không? Mình nói, mình hành động thì nó đều để lại một cái dấu ấn. Và khi cái dấu ấn này đầy đủ thì nó sẽ phóng chiếu ra bên ngoài cho mình nhìn thấy được. Chính như vậy mình sẽ nhắc lại là mình mong muốn có một cái điều gì thì mình hãy gieo trồng cái điều đó. Và cái việc gieo trồng này nó cũng thuận theo quy luật của tự nhiên là có gieo có gặt, không gieo không gặt, gieo gì thì gặt nấy, và hạt nhỏ thì cây to. Rồi bây giờ chúng ta hãy sau cái câu chuyện, qua cái câu chuyện thì nó có rất là nhiều bài học khác nhau. Tuy nhiên với bản thân Xính thì rút ra được bốn cái bài học quan trọng. Bài học thứ nhất là tôn trọng thế giới quan của người khác. Mọi người đều đúng với thế giới quan của họ, cho nên mình cần phải tôn trọng thế giới quan của họ. Và nó sẽ không có đúng, không có sai, đúng có đúng sai chỉ khi Em mà đang làm cái này không mà. chỉ có đúng có sai khi mà có những cái quy định từ trước. Ví dụ như khi mà mình đi ngoài đường thì luật giao thông quy định là đèn đỏ thì dừng lại và đèn xanh á thì đi đi tiếp. Nếu như mà mình đèn đỏ mình vẫn vẫn đi, mình nói là thế giới quan của mình như vậy là độ là đúng thì không được. Bài học số 2 đó là tính không hay là tính tiềm năng vô hạn của mọi vật. Thì khi mà mình biết được cái bài học này nè, mình không còn dán nhãn cho mình hay là con mình, mà mình hiểu là mọi vật mọi người đều có tính tiềm năng riêng, cho nên là mình không có giới hạn, mình sẽ tạo điều kiện để nó phát triển tốt nhất. Bài học số 3 đó là bài học về chịu trách nhiệm. Mọi việc đến từ mình và mình chịu trách nhiệm 100% với những gì xảy ra trong cuộc đời của mình. Chỉ khi mà mình tự chịu trách nhiệm thì mình mới có được những cái
tiến bộ, những cái phát triển hàng ngày. Và một cái bài học thứ tư đó là bài học về hạt giống. Mình có thể có được mọi thứ mình mong muốn, tuy nhiên không qua mong cầu hay nguyện ước, mà phải bằng qua con đường gieo trồng. Và khi mình biết được cái bài học này thì mình luôn luôn kiểm soát những suy nghĩ, lời nói và hành động của mình trong từng cái việc nhỏ nhất. Để mà mình gieo những cái điều tốt đẹp thì mình sẽ gặt hái được những cái điều tốt đẹp, và đặc biệt là mình sẽ tập trung vào mục tiêu của mình, vào cái điều mà mình mong muốn cái điều gì thì mình sẽ chuyên chú gieo trồng cái điều đó, để mình có thể đầy đủ hạt giống để nó sẽ hiện diện trong cuộc sống của mình. Và người thầy của Xuyến thì cũng có dạy là mình cần phải chia sẻ cái câu chuyện này, kể cái câu chuyện này ít nhất 3.000 lần thì mình mới hiểu hết cái ý nghĩa của câu chuyện. Chính vì vậy mà Xuyến cũng mong muốn lan tỏa thật là nhiều đến nhiều người về cái câu chuyện này, để mỗi một lần mình kể là mỗi một lần mình gieo hạt, và khi mà cái hạt giống mình nó đủ đầy thì nó sẽ giúp mình có một cái thế giới quan đúng đắn, và cuộc sống của mình sẽ vô cùng tốt đẹp. Rất là cảm ơn, biết ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của Xuyến và của Xuyến ca gieo hạt hôm nay, và Xuyến cũng xin phép hồi hướng câu chuyện này đến với tất cả những người thân bạn bè của mình. Cầu chúc cho mọi người có một cái cuộc sống bình an và hạnh phúc. Biết ơn cả nhà.